Tất nhiên chúng tôi vẫn nói cái ý, vẫn còn một số ít lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự ở một vài nơi. Tất nhiên số này rất ít, bị đại bộ phận quần chúng tín đồ lên nhám. Hồi trước 23 năm mới được công nhận tôn giáo, bây giờ có 5 năm thôi, chúng ta thấy tiến bộ. Giáo lương là một trong một dân tộc, đa dân tộc, đa tôn giáo để chúng ta cùng xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đúng còn một câu vấn đề rất lớn của đất nước, mà không phải là vấn đề Việt Nam mà cả toàn cầu này, là vấn đề tôn giáo và dân tộc. Thì như quý vị biết, chúng ta có 15 tôn giáo với 42 tổ chức. Chúng ta có số người theo đạo các tín đồ là trên 25,3 triệu người, như thế chiếm đến 27% dân số. Đất nước không đất nước nào mà có nhiều hàng vạn nhà chùa, nhà thờ, thánh thất như ở Việt Nam. Chúng ta chưa đất nước nào mà được 3 lần được Liên Hiệp Quốc chọn Đại hội Phật giáo Thế giới VSAC. Và lần này thì chúng ta đang xây một ngôi chùa lớn nhất thế giới, đó là chùa Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam. Và mới đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đi thăm Vatican, hội đàm với Thủ tướng Vatican và hội kiến với Giáo hoàng Vatican. Và chúng ta thấy từ miền núi cao đến hải đảo đều có nhà chùa, nhà thờ. Và từ đó chúng ta nêu ra một kết luận, đó là một đất nước tự do tôn giáo như hiến pháp nước ta đã quy định. Mà không pháp quy định từ bây giờ, ngay 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký cái lệnh của hiến pháp nước ta là đất nước Việt Nam tự do tín ngưỡng. Và chúng tôi xin nói, các tôn giáo của chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật và đều được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm từ cấp trung ương đến cấp cơ sở. Chúng tôi cũng nhấn mạnh thêm, trong suốt thời gian qua, các tôn giáo, tín đồ, đoàn kết trong nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tích của đất nước có sự đóng góp to lớn của 27 triệu tín đồ nước ta. Tất nhiên chúng tôi vẫn nói cái ý, vẫn còn một số ít lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự ở một vài nơi. Tất nhiên số này rất ít, bị đại bộ phận quần chúng tín đồ lên nhám. Nhưng đây tôi cũng xin nói, sau khi pháp lệnh tín ngưỡng được nâng lên thành luật tín ngưỡng rất tiến bộ, thì chúng tôi đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện luật tín ngưỡng. Luật tín ngưỡng ở Việt Nam là một trong những cải cách pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa đầy đủ nội dung tinh thần của Hiến pháp 2013 về một trong những quyền con người quan trọng, cơ bản, hàng đầu, trong đó có việc cụ thể hóa các giới hạn của quyền tín ngưỡng, tôn giáo và nâng cao trách nhiệm bảo đảm thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người. Đây là một trong những luật có tác động sâu sắc tới sự ổn định và phát triển xã hội của đất nước, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có nhiều biến động phức tạp, cũng như sức ép về các vấn đề nhân quyền, dân chủ từ các tổ chức quốc tế, các quốc gia lớn trong hoạt động tôn giáo Việt Nam. Các quy định của luật, nghị định phù hợp với công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết rút ngắn thời hạn công nhận tổ chức tôn giáo. Hồi trước 23 năm mới được công nhận tôn giáo, bây giờ có 5 năm thôi, chúng ta thấy tiến bộ. Tôi nói một ví dụ như vậy thôi. Cuối cùng là chúng ta chỉ nói lại câu Bác Hồ đã nói, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Giáo lương là một trong một dân tộc, đa tôn giáo để chúng ta cùng xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.